Đồng nè. À. Kỳ này em lấy 10kg á chị. Ờ à, chị biết rồi. Ủa sao chị biết? Mày dám chơi tao hả? Sao mày dám đưa tiền giả cho tao? Tôi là phóng viên Bảo Trân. Tôi ở đây để mang sự thật đến cho các bạn. Đâu? Trời ơi, mới sáng sớm ra đã đầu rồi. Rồi. Có từ mẹ nó mẹ làm gì mẹ cứ tập dính nhiều người con hoài vậy? Bây giờ từ từ con mới lấy tiền ra. Nè. Dễ thương không? Chưa được ăn gì hết mà thấy đói. Đói cái túi rồi đó. Mà sao bữa nay mẹ khỏe vậy? Tập thể dục dưỡng sinh, dưỡng ơ đồ nữa. Giờ sâm của con Thảo đã hết á. Sâm của con Thảo hay sâm gì? Cô Tám ơi, cô Tám. Mới cô Tám kìa. Ơi, con giao xăm. Con xăm của cô Tám nè. Ê, bữa nay không có đi làm á, sao bà ở nhà buôn bán xăm gì vậy? Trời ơi, giọng thứ làm công khi tao á mày. Bà sếp á, bao nhiêu bà nội tao vậy đó. Thay vì như vậy á, tao tự làm bà nội của chính mình luôn. Tao đi bán xăm, tao bán gần tháng nay rồi. Ghê vậy. Ờ con, hay con đi bán xăm chung với anh Thảo đi. Mẹ được uống xăm free. Trời mẹ là con lấy gấp đôi chứ đâu mà free gì. Thì ghét không? Biết vậy hồi xưa tao đẩy cái hộp thịt lộn ra cái bộ còn có đồ ăn hơn rồi nha. Trời ơi, mày thèm hộp thịt lộn lắm, con ra mua cho mẹ ăn mất thì tự nhiên cái ăn con. Trời ơi, con hơn mẹ nhà có phúc ghê với mở thay mẹ con nhà này quá. Cô Tám cho con xin tiền. Đây nè con. Dạ, cho con xin. Cái gì nguyên một tháng luôn của con mà đổi là có tí xíu xăm này thôi hả? Chứ cái gì nữa, xăm Ngọc Linh mà, rẻ nhất thì còn cái gì nữa, con nhỏ này không biết gì hết trơn. Nó không biết gì đâu con, kệ nó. Dạ, đủ rồi cô Tám xin phép. Thôi nha. Mẹ vô mẹ pha xăm uống này. Ê con, đâu cái thăm gì con coi với. Đây nè. Trời ơi, tiền đâu nhiều quá vậy, sao cho hết tao xài phụ cho. Thôi, tôi tự đếm được bà ơi. Thích thì hùng vốn vô làm chung đi, rồi tôi chỉ cho giàu giống gì nè. Thôi. Dạ. Anh nói nè, em còn xăm không? Lấy cho anh thêm 10kg nha. 10kg hả anh? Ừ. 10kg xăm. Trời ơi anh trai, củ xăm 9 triệu một ký chứ đâu phải là củ năng 90 ngàn một ký đâu mà lấy gì tới 10 ký gì vậy? Ờ thì đợt trước anh mua tặng sếp á, ổng thích quá, ổng nhờ anh mua thêm để tặng cho đối tác. Ủa đây là ai vậy? À cái này là bạn em. Ồ bạn em à. Anh tưởng là nhân viên của em. Trời. Cũng lanh lợi nhiều chuyện quá ha. Kiểu này làm sếp chứ làm nhân viên cái gì. Giỡn. Ủa sao làm gì mà suy nghĩ dữ vậy? Không có à, thôi anh kiếm chỗ khác. À không 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 à, để em sắp xếp lấy cho anh nha. Ừ, vậy chốt nha. Dạ. Ok. Làm ăn là vậy đó. Đây nè, cọc trước cho em 40 triệu đây. Rồi yên tâm mà lấy hàng nha. Dạ. Thôi anh về. Dạ em cảm ơn anh Khang. Dạ. Anh về nha. Trời ơi mày giàu quá à. Tiền vốn có 100 triệu luôn mà mày cũng có rồi hả? Chịu bán 10kg xăm luôn. Có đủ đâu à. Ê thôi bây giờ mày hùng với tao đi. Điên hả? Làm gì có tiền mà hùng. 20 triệu thôi. Không là không. Thì cho mượn. Mượn được đúng không? Dạ, thì giờ lấy lãi 10% một tháng ha. 10%? Ừ. Có khùng hem. Hem. Có điên hem. Hem. Trời đất ơi. Khoan khoan nha, mấy giờ ta? Tới giờ lấy hàng rồi, đi. Không thôi là không có, là còn lỗ nữa. Nhanh lên đi lấy hàng với tao luôn. Tao đi chung với mày hả? Chứ sao nữa. Vậy. Em qua lấy xăm hả? Kỳ này em lấy 10kg á chị. Ờ, chị biết rồi. Ủa sao chị biết? À, thì biết em qua lấy xăm thôi mà. À, ý là sao chị biết bạn em lấy 10kg á? À, thì... chị cái này là bạn của em. À. Em rủ nó bán chung với em hoài nó không chịu. Nhỏ này kỳ ghê luôn á.
Đây á, sâm Ngọc Linh 100% đấy. Không thật chị không lấy tiền đâu. Nè, muốn làm giàu thì qua chị nha. Chị gửi cái cặp visit này. Thôi, ai cũng chọn phần giàu hết rồi, phần nghèo ai nghèo nữa chị. Thì chị nói vậy, còn lúc nào em có ý định ấy thì em cứ chuyển tiền cho chị là chị chuyển hàng cho em liền hả? Ê, mày chuyển cho tao đi rồi tao qua chị lấy luôn. Thôi, bây giờ tao không còn một cắt trong tài khoản nữa đó, chị chuyển cho mày. À, còn tiền mặt thôi à. Hay là ngày mai đi, 10 giờ đi chị giao hàng qua bên em đi rồi à, em đưa tiền mặt chị luôn nha, được không? Thôi cũng được. Dạ vậy thôi, giờ em đi nha chị. Ừ. Bye bye chị. Trời ơi Thảo ơi, mình đi rút tiền đâu mà lâu dữ vậy, chị Thoa chứ tới nãy giờ chị hối quá nè. Em hỏi nó coi, xem nó có muốn lấy hay không, lâu quá rồi. Đó, nghe chưa, chị, nó nói là nó có lấy, 5 phút nữa tới liền. Thì đó chị, nãy em nói là chị là đừng có đến sớm mà chị không nghe, 10 giờ rồi hãy tới, chị đến sớm chi là chị đợi. Thôi, nó giả điện thoại ra đi, mấy tiếng đồng hồ, bao nhiêu tiền điện thoại. Thì tí nữa em trả lại tiền điện thoại cho chị sao, làm gì ghê vậy. Chị Thoa, em đưa tiền hàng cho chị nè. Xin lỗi chị nha. Mày dám chơi tao hả? Sao mày dám đưa tiền giả cho tao? Thì chị cũng có đưa nhân sâm thật cho người ta đâu mà chị đòi tiền thật. Mày muốn gì? Thảo, sâm của anh có cho em. Thôi, ngừng lại cái chiêu trò lừa đảo của hai người đi. Tôi đã biết hết rồi. Sau khi mẹ tôi nhận củ sâm Ngọc Linh từ Thảo thì tôi đã biết đây chính là sâm Ngọc Linh giả. Ủa mẹ ơi, hình như cái này không phải là củ sâm mà là củ tam thất hoang á. Cái gì? Con đừng có tào lao nữa. Không lẽ con Thảo đi nó gạt mẹ hả? Con đâu có nói là nó gạt mẹ, mà nhiều khi là nó cũng bị người khác gạt nữa. Thôi đừng có tào lao nữa Trâm Ngân. Nè mày nhìn thử coi, so với sâm Ngọc Linh á thì cái củ này dài hơn, vỏ thì dày, mà trên cái củ này thì nó lại có nhiều mắt mà nằm về một phía nữa. Cái này rõ ràng là củ tam thất hoang đó mẹ. Thôi mệt quá. Đâu cho con uống thử miếng đi. Cái tàu lao hoài. Đắng quá à, cái này chắc chắn là tam thất hoang rồi. Thì sâm thì nó vậy chứ sao nữa. Con có hay suy diễn lung tung không à? Không phải là mẹ thiệt. Sâm thì nó đắng nhưng mà sau đó thì nó sẽ trả lại vị ngọt thanh. Còn cái này nó chỉ có đắng nhét thôi à. Mẹ thử là coi phải không? Nó không có hề ngọt thanh lại tí xíu nào đó. Thôi đúng rồi con ơi, mẹ thấy toàn vị đắng không à. Chưa con đã nói mà. Chết rồi, cả chục triệu của mẹ đó. Bây giờ sao? Để con qua con tìm con Thảo. Đi đi, bắt nó đền tiền cho mẹ nha. Dạ, con qua con kiếm Thảo mới được. Chính vì vậy mà tôi đã qua nhà Thảo để hỏi chuyện. Chưa kịp hỏi ngọn ngành câu chuyện thì lại vô tình gặp được anh. Trong lúc anh đưa tiền cho Thảo để đặt cọc cho đơn hàng lần sau, tôi đã nhìn thấy một tấm danh thiếp trong bóp của anh, nhưng tôi không để ý kỹ lắm. Cọc trước cho em 40 triệu. Hay. Cho đến khi tôi gặp được chị Thoa, vì chèo kéo tôi vào làm ăn nên đã lấy tấm danh thiếp ra để tạo niềm tin cho tôi. Và khi tôi cầm tấm danh thiếp, tôi đã thấy rất quen mắt và giống với cái có trong ví của anh Khang. Tôi nghi ngờ hai người là đồng bọn và đang muốn dàn cảnh để lừa đảo người khác. Thì nếu như anh Khang biết chị thì tại sao phải lại mua hàng qua trung gian làm gì cho đắt? Để chắc chắn cho những lập luận của mình, tôi đã cố tình nói rằng mình chỉ có tiền mặt để hẹn chị ra mặt. Đồng thời, tôi đã nhờ Thảo hẹn anh Khang đến lấy hàng đúng vào thời điểm chị giao hàng để bắt quả tang hai người. Mày bị gạt rồi Thảo ơi. Cái gì? Sao như vậy được? Mày tin tao đi. Bây giờ mày gọi điện thoại cho anh Khang liền, mày hẹn ảnh là sáng ngày mai đúng 10 giờ gặp mày để lấy hàng. Còn nếu không thì sẽ không có hàng gì để giao hết. Tại vì sau đó mày sẽ bận đi gấp, không có chờ ảnh được. Cứ làm theo lời tao đi, hay mày muốn bị gạt? Và hiển nhiên chị đã đến sớm hơn thời gian giao hàng để không phải chạm mặt với tên đồng bọn của mình. Chính vì vậy tôi đã câu giờ để hai người chạm mặt nhau và mượn điện thoại của chị để chị không thể liên lạc với tên đồng bọn cho đến khi hắn ta xuất hiện. Chị Thoa là người đầu mối bán hàng cho Thảo, còn anh Khang sẽ đóng giả là người mua hàng. Ban đầu hai người sẽ làm một đơn hàng với số lượng ít để tạo lòng tin của Thảo. Khi Thảo đã tin tưởng rồi thì hai người sẽ sắp xếp một đơn hàng lớn hơn. Nhưng sau đó chị sẽ ôm tiền rồi bỏ trốn. Và trong này cũng không hề có củ nhân sâm nào thật hết, chỉ là những đống giấy vụn mà thôi. Và sau khi mà chị Thoa bỏ trốn thì anh Khang sẽ tìm đến Thảo đóng vai nạn nhân, đòi Thảo phải trả lại 40 triệu tiền cọc. Tôi nói như vậy có đúng không? Hai anh chị, con khốn này, mày được lắm đấy. Ôi, ôi, ôi.
Tôi mời anh chị theo chúng tôi lên phường làm việc. Ôi là trời luôn á, không có mày là tao mất mấy chục triệu rồi, sao tao ngu dễ sợ luôn. Ai biểu mày, cái tật đầu ẩu tả còn bày đặt kinh doanh nữa. Thì ý là muốn làm giàu thôi, ai giờ mà xui dữ vậy trời. Thật ra làm giàu rất khó Thảo à, đừng nghĩ làm giàu không khó, giờ mới biết luôn đó. Tôi là phóng viên Bảo Trân, người giúp các bạn phơi bày sự thật ra ánh sáng. Sâm Ngọc Linh là một loại củ tốt cho sức khỏe, giá bán ở thị trường thường đắt hơn các loại củ khác, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận cao. Nhiều đối tượng thường làm giả củ Sâm Ngọc Linh từ củ rấy, củ Tam Thất Hoàng, nhiều loại củ có thể giống thật đến 100%, nên người dùng khó có thể phân biệt được thật giả. Khi ăn củ Sâm Ngọc Linh giả, thường sẽ cảm thấy dai, sồn sột, bẻ ra thì thấy sơ. Khi nhai củ Sâm Ngọc Linh giả, thường không cảm thấy giòn, không cảm thấy vị đắng. Người tiêu dùng nên tìm mua sâm ở các cơ sở uy tín. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên dàn cảnh lợi dụng mua bán qua người trung gian để cướp đoạt tài sản. Vì vậy, mọi người hãy nên cảnh giác khi chọn mua những sản phẩm có giá trị cao.